Chú công an nhá, mình cho chú công an ngồi lên đỉnh lên luôn được này. Đấy, các bạn thấy không? Tạm thì là bắt luôn. Đó. Trong này là có bốn chú công an đang bay đi này. Bay xung quanh trụ sở công an và thành phố luôn. Đó, quay cái này luôn cho nó máu. Ui. Và hạ cánh. Hello các bạn, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Chớp Chớp TV. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series mở hộp đồ chơi. Và xem hôm nay chúng ta sẽ mở hộp đồ chơi loại nào nhá. Đây, mình đang ôm nó đây rồi. Đó, đây chính là bộ đồ chơi mà chúng ta sẽ mở và đồng hành với cả series chúng ta ngày hôm nay. Đâu xem nào. Đúng, các bạn biết đây là bộ đồ chơi gì? Đây là bộ đồ chơi xếp hình, rất nhiều màu sắc đúng không? Với cái tên Người Bảo Vệ Thành Phố. Xem nào. Bộ đồ chơi này rất là nhiều chi tiết đây. Trên này mình thấy đập ngay vào mắt mình là một con ô tô này, với cả một cái máy bay trực thăng cảnh sát này. Các bạn hay xem phim Mỹ này có máy bay cảnh sát không? Đỉnh cao luôn. Ở đây còn có một chú cảnh sát đứng ở trên cái bốt này. Ngoài ra còn có những cái khối tròn để chúng ta có thể lắp được thành một cái thành phố. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái xe cảnh sát và chú cảnh sát này để đi bảo vệ nhá. Ở đây dưới này có hình minh họa, còn có một cái khối xếp hình mà có cái đèn xanh đèn đỏ này, chắc là để tạo thành một cái đèn xanh đèn đỏ ngã tư đấy. Ở đây là máy sân bay này. Rồi, ok. À, xem mặt sau đi. Mặt sau có cái gì? À đây, hình minh họa mà chúng ta sẽ lắp cái hình nó giống như thế này nhá. Để xem là chúng ta tí nữa chúng ta sẽ lắp được cái hình nó giống như thế này không thì sẽ thành công này. Ở giữa là cái sân bay có hình chống cộng luôn. Đây là một cái tòa nhà rất là to, bên cạnh là một cái tòa nhà bé hơn một chút. Đây là cái đèn xanh đèn đỏ này. Ở đây là cái đoàn tàu này luôn. Ở đây còn có một cái như kiểu là cái chướng ngại vật để đặt ở đường ấy. Đây là bác chú cảnh sát giao thông, nhầm bác. Chú cảnh sát giao thông đứng để mà điều khiển giao thông nhá. Hình cảnh sát của chú giao thông trong này là màu xanh, có màu đặc trưng là màu xanh nhá, không phải là cái màu xanh đục của công an, cái chú công an, hay là màu vàng của chú công an Việt Nam đâu. Đấy, đây là một thành phố viễn tưởng thôi các bạn ạ. Đây là một cái như kiểu cái bốt công an này này. Rồi, ok. Sơ qua thì đã, bây giờ chúng ta sẽ mở ra và xem bộ đồ chơi này có gì hay ho nhá. Bắt đầu thôi. Đây, chỉ cần kéo khóa này là chúng ta đã mở ra rồi này. Đấy, chơi xong chúng ta có thể cất gọn vào một cách đơn giản và tiện dụng. Đó. Rồi. Ở trong này nó có một cái hộp luôn này. Đây. Máy bay. Cánh máy bay được quay được luôn này các bạn ơi. Wow. Rất đẹp luôn. Kính còn có dán một lớp đen này luôn này. Đấy, phản xạ ánh sáng. Tiếp theo, con ô tô. Ui. Bánh siêu to khổng lồ luôn này. Và đằng sau này có một chữ City, thành phố. Ở đằng trước là Police, công an luôn. Đấy. Rồi có hình của một chú đại bàng mà mình mù ngôi sao tượng trưng cho hình tượng của chú công an ở trong cái thành phố viễn tưởng này. Thứ hai là gì đây? À, đây là những cái có thể nối vào nhau như này tạo thành một cái đoàn tàu nhá. Đó. Đây, để ra đây. Tí nữa chúng ta sẽ lắp một cái đoàn tàu đi trên đường. Đây. Còn bên trong này là những cái hình khối để chúng ta có thể lắp được những cái tòa nhà chọc rời trong bộ chơi. Ui, ok. Hết rồi. Cái này đây có một không có gì cả. Để ra đây. Giữ lại cái hình này nhá các bạn nhá. Để mà chúng ta có thể nhìn theo cái hình này mà chúng ta lắp được những cái bộ đồ chơi này cho nó hoàn thiện. Không thì đấy là mới đầu thôi, còn lúc sau các bạn có thể sáng tạo ra những cái mô hình tự mà mình nghĩ ra để mà lắp lên những cái thành phố trong mơ của mình nhá. Ôi, à, người ta lắp như này. Ok, tháo cái này ra đi. Đó. Hai tòa nhà luôn này. Máy bay này. Xem nào, xem có cái gì để đổ sân bay không. Đây, mình lấy cái này ra mình đổ sân bay luôn đi này. Để vào đây cho nó hoành tráng. Đấy, đó. Ok, để máy bay luôn trên này luôn. Trưng bày luôn. Đây, để ô tô lên luôn đi. Rồi, xem nào. Xem cái đoàn tàu thì chúng ta sẽ lắp những bộ phận gì vào đây nhá. Đây, ở đây có một cái ô tô này. À, cái ô tô này sẽ kéo cái đoàn tàu này đi các bạn ạ. Đây, sau đó chúng ta sẽ lắp những hình khối mà mình thích lên, là hai cái mặt cười lên trên hai cái đoàn tàu này nhá. Ok, đồng ý luôn. Bằng trừ. Mình phát hiện ra rồi, trên này còn có những cái số này. Các bạn có thể sử dụng để mà thực hiện các phép toán luôn.
sáng tạo luôn nhá. Ok, tiếp đến bên này đi. Đây, mỗi số 7 ở đây thôi. Được rồi, hoàn thành cái đoàn tàu đã. Cộng trừ nhân chia thì tính sau. Giờ mình đang chơi mà. Học toán kết hợp thôi. Đấy. Rồi, đây. Xem cái tìm, đố các bạn tìm thấy dấu bằng ở đâu. Các bạn tìm thấy không ạ? À đây, 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 dấu bằng ở dưới chú công an này. À đây này, tháo cho chú công an, chú đang mình kiểm soát được nhốt ở trong này này. Wow, chú công an này đẹp không các bạn ơi? Đấy. Ui, đứng còn cái tay còn chỉ như này, nhìn trông ngầu ghê cơ. Này, các bạn thấy không? Đấy. Đẹp dai nhưng không bằng mình. Đấy, cất vào đây ạ. Ok, cho chú đứng vào đây đã. Xem nào. Đây, cái mặt đây rồi. Đấy, lắp cái này vào đây nhá. À đây, 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 lắp vào đây, trên này. Ok, ok. Ok, hình mặt cười luôn. Đấy, cười còn thè lưỡi ra này. Ủa ôi, nhìn. Mình thử làm lại. Một tờ hiểu ăn cho mọi người. Rồi, cái đèn đây. Tiếp theo là cái hình dấu trừ. Có các bạn tìm thấy dấu trừ đâu ấy? Các bạn mà tìm thấy thì mình làm video tiếp cho các bạn nhé. Đâu? À đây, 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 đây. Rồi, mình tìm thấy trước nhá. Nhưng mà mình vẫn làm video cho các bạn. Đây. Đó, lắp vào đây. Rồi, để ở đây cho các bạn nhìn nó rõ này. Tiếp theo là cái gì? À, cái hình mặt cũng cười nhưng mà không cười lắm, cười bình thường. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Ô, ô, ô. Cười bình thường đâu các bạn nhỉ? Các bạn nhìn thấy đâu không? Vuông rồi. Ôi ôi! Rơi mất rồi các bạn ơi. Không sao, nó độ đồ chơi nó hơi bị bền luôn đấy. Các bạn còn ném nó thì nó cũng bình thường thôi, nó chả làm sao cả đâu. Ok luôn. Ôi, không cần hình cười nữa đâu, mình lắp bình thường thôi. Cho dấu cộng vào đi cho nó máu. Đây, để cái này trước. À, đó. Lắp cái này vào đây. Úi ta ta. Chắc ghê ta. Ok. Chắc cái đoàn tàu chạy mới an toàn được các bạn ơi. Để cái này lên đi, dấu cộng này lên đi. Rồi. Đó, thế đến là chúng ta sẽ lắp đến cái để ô tô lên chạy luôn. Đây, cho sang bên này. Đây. Ui, các bạn ơi, ok chưa? Trời ơi, đoàn tàu hơi bị dài luôn nhá. Cái này như kiểu là cái xe cảnh sát đang đi cứu hộ cái đoàn tàu này bị trật đường dây ấy các bạn ạ. Đấy, nó kéo những cái đường dây này về trụ sở công an hoặc là có thể vi phạm giao thông bị bắt ấy. Đó, đèn đỏ chẳng hạn. Đây, chúng ta sẽ tiếp đến là lắp cái cột đèn đỏ này đi. Thế nào, đây còn đèn đỏ chúng ta sẽ có một cái xanh xanh này. Tháo cái này ra. Lấy màu cam cho nó đẹp. Đó. Lấy cái màu cam này đi cho nó đẹp. Phải nói thật nhá, cái cục gạch mà chúng ta xây lên những cái tòa nhà này nó bóng này, nó màu nó đẹp tuyệt vời luôn đấy. Là màu rất đẹp nhá. Rất thích cái mắt luôn. Đâu? Này, lắp hai cái này vào đi. Lắp cửa đi. Không cần phải hình nữa đâu. Đây, lắp vào. Tìm thời gian lắp. Đây. Đó, xong cái cột đèn đỏ rồi. Để đổi cột đèn đỏ lên cao đi. Tiếp đến là lắp một cái cục này. Đây. Các loại số luôn. Đó. Để nó vào đây. Cho cái này ra. Ok luôn. Chú công an thì cho đứng bên này đi. Đứng bên này luôn này. Đây, đứng ở đây luôn này. Đứng trước đầu luôn này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Đó là lắp hai cái tòa nhà chọc trời đằng sau nhá. Mình nghĩ đây là một cái trụ sở công an đấy. Mình lắp trụ sở công an đấy. Để mà chú công an làm việc ở đấy đấy. Rồi là máy bay trực thăng đỗ ở trước luôn. Cũng y như một cái trụ sở công an thật ở ngoài đời ấy. Ở nơi mà giam giữ rồi là làm việc của các chú công an này, giam giữ tù nhân phạm nhân là những người mà vi phạm luật giao thông hoặc là vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt vào trong cái trụ sở công an này nhá. Ok, xem nào. Đây có thanh ba này, hai cái luôn, rất nhiều này nhá. Để sang này luôn. Đó.
sau đó thì hai cái cột này theo dõi hai cái hướng dẫn kia để mình lắp theo đấy, và cũng tự sáng tạo thêm một vài chi tiết nữa. Ok nhá, đây lắp vào đây đó, đấy ok này, xong rồi này, một phần rồi này. Tiếp theo đây cho cái này vào đây rồi. Tiếp đến là cái này ở giữa này, đây, rồi, rồi hai cái cột này, bên ba cái, sẽ lắp vào đây, đây, đó, cho số lên trước cho nó đẹp. Cái này thì sao? À, cái này từ từ, chưa lắp cái này, chưa lắp vội, cái này đã, đây. Cho cái này lên đi. Đấy. Rồi, sắp xong rồi các bạn ơi. Còn cái gì nữa ta? À. Hai cái cục này là hai cái cục để chắn ở giữa này nhá. Đây. Ta có thể để ở đây. Đó, tạo thành những hình khối. Rồi, ok luôn, chúng ta đã hoàn thành luôn này. Đấy, đây là cái bộ đồ chơi xếp hình này. Đấy, bây giờ mình đã hoàn thành xong cái bộ đồ chơi xếp hình này rồi này. Đây là cái trụ sở công an mà mình vừa mới làm xong đấy. Các bạn có làm được cái bộ đồ chơi hình nó giống như này không? Cái trụ sở công an thì cái đẹp không các bạn ơi? Đây này, máy bay đây. Đấy, khi nào mà có báo động hay là những tội phạm thì chúng ta sẽ bay đi và bắt luôn. Bao giờ có thể chạy thoát được với cả cái con thằng này nhá. Đây, còn đây là chiếc ô tô này, nhìn như siêu xe luôn. Đấy, lốp cực to luôn. Chuyên đi bắt tội phạm. Rồi, chú công an nhá, mình cho chú công an ngồi lên đỉnh cái luôn được này. Đấy, các bạn thấy không? Ngồi đấy quan sát toàn thành phố luôn, xem là ai vừa vi phạm thì là bắt luôn. Đó. Trong này là có 4 chú công an đang bay đi này, bay xung quanh trụ sở công an và thành phố luôn. Đó, quay cái này luôn cho nó máu. Ui, và hạ cánh. Đó, vậy mình đã hoàn thành xong cái bộ đồ chơi này rồi. Lắp xong được thành phố của chúng ta trong ý tưởng nhá. Và một cái trụ sở công an rất đẹp đúng không các bạn này. À, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là theo dõi mình và bấm hình cái quả chuông ở dưới này nhá, hình subscribe theo dõi đăng ký ấy. Rồi, bấm like, nút like của mình nhá, để mình làm những video tiếp theo hay hơn cho các bạn nhá. Bye bye.